Thì ở đầu video mọi người cũng đã thấy thì lái qua lăng bằng thể lực á, nhưng mà lái bằng tay thì nó kiểu giống như nó còn hơi mệt mỏi một xíu. Hôm nay mình muốn nâng cấp cái chiếc ghe của mình lên lái bằng điều khiển luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ chế cho nó một cái hệ thống điều khiển từ xa để mà mình lái khi mà mình muốn đi ra chút mũi hoặc là muốn đi tập thể dục xung quanh ghe gì đó, mình chỉ cần cầm một cái đồng mét để điều khiển nó thôi. Và bây giờ là đây là những cái số đồ mà mình chuẩn bị để mà lắp ráp cho cái bộ điều khiển của mình. Đây là những cái thiết bị mà mình chuẩn bị ráp cho cái chiếc ghe của mình. Cái nhông này là cái nhông của cái đời xe Honda các bạn, mình mua để mà mình chế, mình tạo cho nó cái chuyền động á. Đây. Còn đây là cái cục motor giảm tốc. Mình cũng đã hạ cái cục đời vô. Lần nữa là mình sẽ ráp cho cái hệ thống nó sẽ như thế này. Mấy cái này thì mình làm trước hết trơn rồi, tại vì mấy cái này là đi hàng, đi đồ thì nó cũng hơi lâu đó các bạn, nên mình rút ngắn thời gian lại nên mình không quay cái cục đó. Còn đây là cái bát của cái mình đặt cái motor vô. Còn đây là bộ điều khiển. Quay cái video này là hơi bị tốn tiền nha các bạn. Còn đây là mặt điều khiển. Quay cái video này là hơi bị tốn tiền đó, mọi người nhớ like cho mình nha. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị lắp ráp cho cái chiếc ghe của mình thôi. Thì mình cũng xin nhắc lại cho mọi người biết là cái video này mình chủ yếu là mình để thí nghiệm thôi, chứ mình không có khuyên các bạn là sẽ làm theo hay là để áp dụng vô thôi trong cái thực tế nha. Tại vì những cái bộ điều khiển này á, thì mình không có tin tưởng để mà giao cái toàn bộ trách nhiệm cho nó được các bạn. Cái qua lăng bằng tay mình quay là chuẩn xác nhất. Còn này chủ yếu là mình làm để khi nào mà kiểu như mình lái mệt quá thì mình muốn nghỉ ngơi thì mình cầm cái điều mở, mình cầm cái đầu mót này nè. Đây. Khi nào mình muốn nghỉ ngơi thì mình có thể cầm cái đầu mót này mình đi vòng vòng mà khi mà mình cầm mình lái như thế này để mà kiểu giống như là mình đi vòng vòng để cho nó giãn gân giãn cốt quá các bạn. Chứ để mà áp dụng thực tế để cho nó ghé bến hoặc là nó tự chạy luôn á thì mình khuyên các bạn là không nên nha. Bây giờ thì mời các bạn chui vô mình để mà coi mình lắp ráp cái hệ thống này. Đợi mấy đồng. Cái này chút xíu nữa mình sẽ dọn lại cho nó sạch chứ mình sơn lại cho nó đẹp ha. Bây giờ mình sẽ nhá nhẹ vô cho mọi người xem cái cách mà mình sẽ lắp đặt cho nó ha. Hiện tại máy mình đang nổ luôn, mình vẫn còn để máy cho nó nổ chứ. Đây mình chạy mười mấy 20 tiếng đồng hồ mình chỉ ngồi quay như thế này thôi các bạn, chỉ ngồi ở trong cái khuôn khổ như thế này thì nó gắt và kiểu giống như nó bị súng cái giò á. Nên mình muốn thiết kế cái này để mà khi mà mình mệt mỏi là mình có thể đi ra chút mũi, mình vừa tập thể dục mà mình vừa lấy ghe luôn. Cái nhông này hồi nãy mình mua 50 mấy ngàn nè, cộng như sơn này 4 mấy, nó là tổng cộng là 90. Nó sẽ tương tự như thế này nè các bạn đó. Chút xíu là mình sẽ lắp đặt như vậy. Rồi cái bộ phận này nó sẽ nằm như thế này. Rồi nó sẽ như thế này. Và mình lắp cái này á, là mình vừa chạy được đồ điện tử và mình vừa chạy được cơ luôn, là kiểu giống như chừng nào mà mình mệt á là mình muốn gắn vô để mình đi điều khiển á, thì mình sẽ làm một cái bản lề ngay chỗ này. Làm bản lề ngay chỗ này thì nào mà mình muốn gắn vô đi điều khiển mình gắn cái cọng dây sên vô. Còn chừng nào mà mình ghé bến hay là mình cần cái sự an toàn á thì mình tháo cọng sên ra bằng cách là mình đẩy cái này lên. Nó gỡ cọng sên ra cho này nằm xếp vô đây các bạn. Rồi tháo cọng sên ra. Đợt đó là mình có thể sử dụng cái hoa lăng. Sử dụng cái hoa lăng để mà quay. Nó gắn là ok luôn. Nào ấy là mình gắn cái cọng sên vô lại. Bây giờ mình đưa cái này vô là mình cảm thấy nó bị cọ cái hoa lăng nè các bạn. Nên có thể là mình sẽ đem trở mình cắt lại. Chứ mình phải tiện cái thằng này nè, tiện cái thằng ở trên này nè, mình sẽ đóng cho nó sát, nó vô trong chút xíu. Kiểu giống như vậy nó cọ qua lăng nè các bạn thấy không, mình quay cái qua lăng nè. Quay qua lăng nó sát quá nè, thì nó bị nguy hiểm á. Nên mình phải để cho nó hở cái qua lăng ra nha. Chứ thêm cái nữa là cái qua lăng này nó chưa có vô sát nè. Cái qua lăng này là phải thúc vô nữa. Vậy là cái này phải tiện người ta. Rồi mình làm đồ hàng xong hết trơn rồi các bạn ơi. Đây. Cái này mình tiện là cho nó bớt ha, tại vì nó nằm ở trong kẽ này nó không mấy á. Với thêm cái nữa mình mới cắt cái này cho nó cục lại, dưới hàng vô cho cái bát đây.
nữa mình sẽ bắt nó vô đây gì. Chừng nào không xài mình sẽ thả xuống gì. Chừng nào xài mình bật lên, chừng nào không xài mình thả xuống. Mình sẽ tiến hành mình lắp ráp vô nè. Có gì không? Bây giờ là mình sẽ cho nó chuyển động như thế này nha các bạn. Đó. Chừng nào xài mình sẽ gắn cái cọng dây vô gì. Ở này mình sẽ có một cái phen nè. Chừng nữa mình sẽ xài một cái cọng dây lò xo nhỏ ở dưới này cho nó gạch xuống cho cái cọng dây sên này nó không bị dùng khi mà nó chuyển động. Như vậy là nó sẽ ấy rồi. Chừng nào mà mình muốn tháo cái này ra mình không xài nữa thì mình cứ cần đẩy lên, đưa cọng sên ra và bỏ nó xuống là xong. Rồi bây giờ mình sẽ gắp mấy cái phụ kiện còn lại vô nữa ha. Đây là cái mặt điều khiển nha các bạn. Mặt này mình sẽ câu điện bình 12 ở trong cái tiếp lô của mình ra luôn. Hai cọng dây này vô trong cái motor, còn hai cọng dây này đi vô trong mặt âm mặt dương cộng trừ nè. Còn mấy cọng này thì ghim vô trong cái cục khóa sóng. Bây giờ mình sẽ câu nó vô đây. Cái này là mình đang lấy cái cọng dây lửa ở dưới cái bình 12V mình đem lên nha các bạn. Tại vì cái nguồn điện mà xài điều khiển này là 12V. Bây giờ mình xài 12V. Đấy, cọng dây truyền qua. Hiện tại thì chắc mình câu tạm thời kiểu giống như là câu đã đỡ quay phim cho mọi người xem thôi. Rồi chừng nào kiểu như mình thử ok hết trơn rồi mình sẽ câu chui rồi lại. Để chừng nào mà mình không xài là mình sẽ rút chui ra cho nó gọn nha các bạn. Còn cái này là mình quấn băng keo gì nó hơi lù bù su bù á. Nào mình không xài là mình sẽ rút chui luôn cho nó gọn. Đây là một cọng dây lửa. Thử coi có điện không. Đâu rồi. Không biết có điện không à. Là phải đưa vô mát. Đưa làm sao mà nó cháy lên khói là thành công. Bật công tắc chưa? Ủa? À. Ủa này lửa mà. Cái đó đâu cần bật công tắc đâu. Đó, đó, đó. Đó. Đó nè, vậy là có lửa nghe bạn. Vậy là cọng này cọng lửa rồi. Cọng lửa đâu phải đưa vô đây. Kỹ kỹ nha, mấy phần này quan trọng lắm nha các bạn, nó có thể đi rụi luôn á. Tiền không bạn ơi? Mấy cái này là tiền lắm á. Mấy cục điều khiển nè. Mình quay video cho này cho mọi người xem là khô máu hết tháng lương của mình luôn rồi đó. Rồi rồi. Rồi tạm thời nó vậy đi. Rồi mình test trước cho mọi người xem cái rồi hồi mình tính sau. Bắn lại cái. Ê! Rồi tài. Đưa không, cái này có nước sơn không sao. Băng nhẹ lên cái rồi nữa mình làm hoàn chỉnh lại. Gùng quá, mấy khoan này gùng lắm. Đây, giây phút quan trọng nha các bạn. Cái cọng dây mát này là mình câu vô sườn luôn. Tại vì ghe lúc nào cũng có mát sườn hết trơn. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhẹ vô một cái để mình coi coi. Ủa? 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 Đây, 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 đây. Đó, đó, cháy rồi. Cháy không? Cháy không? Lên khói không? Rồi, vậy là đúng 12 các bạn ơi, không phải 24. Rồi, câu vô. Sơ lược cái bộ điều khiển mình lắp ráp nè. Chủ yếu có cái cục mạnh này với cái cục này là để mà lấy tín hiệu từ cái bộ điều khiển. Bây giờ chỉ cần mình bật công tắc lên bắt đầu chạy đó. Điện vọng mình câu xong chân rồi. Câu tạm đỡ luôn nha bạn, nên hơi xấu một cái. Mấy anh kỹ thuật điện coi video này đừng like em nhiều nha. Đây bây giờ mượn em cầm máy đừng mình cầm vô pin điều khiển cái. Có mấy chui này nè, chừng nữa là mình sẽ xài bằng mấy cái chui dắt này nè các bạn. Đó, ghim vô một cái là rồi à. Ghim vô cái là lầm. Nhưng mà giờ làm mấy đó tỉ mỉ lâu lắm. Chơi này trước một cái đi. Thử cảm giác một cái đi rồi mình tính sau. Wow.
Wow, có dây đeo luôn. Au. Rồi, xong rồi cái cần rồi. Đâu, cái này là cái đồ bảo vệ của cây anten. Vô pin. Lên. Bây giờ phải chỉnh cái này cái tiếng Anh tiếng miền không nè các bạn thấy không? Nó nhức đầu luôn á. Coi cái lái qua lại là số mấy đây, cần số 4. Ok. Số 4 ghi như đây. 1 2 3 4. Đủ. Mấy đầu này chắc nữa mình phải làm cái gì bảo vệ nước lại chứ này nó gặp nước là nó hư nha các bạn. Bật lên. Đó. Có tín hiệu. Chuẩn bị nè. Được không? Chưa đầy máy. À trời ơi, chưa đầy máy mọi ơi. Chưa đầy máy. Dư thêm cái nữa là mình phải buộc cái cọng dây vô đây tại vì nó chạy lên nè. À tí nữa mình cầm tay nghịch đỡ đi, mình chưa làm cọng dây mà. Mình cái này là phải xài lò xo nha các bạn, tại vì mình xài lò xo buộc vô giống lỗ này. Rồi khi nào mà mình không muốn xài mình kéo cái lò xo giãn lên xíu. Mình lấy cái cọng sên ra. Nó mình bỏ xuống. Chứ mình buộc cái cọng dây á là nó không có độ đàn hồi để mà mình dỡ lên các bạn. Giờ tạm thời mình để thêm vậy đi ha, mình nhá nhẹ cái coi nó ok không có đã. Bây giờ là đầy máy nè. Rồi, rồi. Máy đậu lâu quá hết bình luôn cái gì tại. Hết bình luôn cái gì tại. Rồi, rồi nhựa rồi, rồi, nhựa rồi. Đi sạc bình luôn. Tiếc kỹ ta. Lâu rồi, lâu 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 lâu. Thôi thôi thôi. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em. Đậu lâu lắm các bạn ơi, đâu bây giờ đậu đậu nhà đâu cũng có tầng gì rồi. Đây. Nét tước. Chuẩn bị nè. Sên thử coi máy hoạt động không. Đúng rồi, thử coi. Nè các bạn coi nè. Cái hình thành tai biến luôn. Cái cùng mưa tơ mà các bạn kiểu giống như nó truyền tóc nó kiểu như nó chưa đủ lực để quay á. Tại vì lúc mà mình quay á không, lúc mà mình gắn qua lăng vô mình quay mình cảm giác nó nhẹ quá, nhưng mà khi mà mình tháo qua lăng rồi mình xoay bằng cái vòng tròn này mình xoay tay cũng rất là nặng luôn đó, tại vì cái qua lăng nó có thêm một cái đòn bẩy để mình cầm để mình quay nó nhẹ. Vậy là cái cục motor này mình phải đổi lên cái cục một motor lớn hơn một chút xíu các bạn, cho nó giảm tốc lại nữa chứ bây giờ thì nó không đủ lực để mà quay cái cốt rồi đó. Cái này là không đủ lực các bạn, nó hoạt động rồi đó nhưng mà nó chưa đủ lực thôi à. Bây giờ mình chỉ cần đổi cái motor là ok. Chết mẹ. Chịu không nổi quá rồi. Ok các bạn ơi, mình mới tìm được một cái motor bự hơn nè, để coi giờ mình sẽ test cho coi nó lăn nổi cái thi lực này không nha, chứ sớm mình mới đi hàng là cái đầu này rồi, bây giờ mình sẽ gắn vô ghe. Mình hồi trước thì đang xuống hàng, mình làm từ lúc mà ghe chưa xuống hàng tới xuống hàng luôn mà chưa rồi nữa. Cái này mình chỉ thí nghiệm thôi nha các bạn, chứ mình chưa áp dụng vô thiệt đâu, tại vì các bạn giờ nó còn hơi bài bộn nè. Nếu mà mình áp dụng vô thiệt mình sẽ câu cho nó được đẹp đẽ hơn chút. Còn này dây điện dây nhợ rồi chủ yếu là cho mọi người xem cái hệ thống nó hoạt động nè, chứ coi là nó kéo nổi chứ nó an toàn không thôi nha. Ê ê sai nha các bạn, sai à cái cọng dây này chịu không nổi, nó bị dùng bên nè, nghe nó có lẽ quay lên đồng hồ, quay lên đồng hồ. Giấy nó bị dồn nè. Đúng rồi. Thanh lái rồi. Trả lại nè. Tới thắng về. Tới về. Tới giữ về, không có thắng.
ga lớn một xíu nó vào nó nhanh. Tới thắng gì nè, tới giờ thắng, tới thắng về. Bắt ạ. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình test luôn rồi cho coi độ xa nè. Đây kệ thời quay đồng hồ dưới này cho. Ok. Dạ ông anh, mình đi ra đằng trước nha các bạn. Thử cái điều khiển từ xa nha. Đó, ra tới trước mũi luôn rồi đó. Đó. Ồ, quay nè. Quá quay à. Đây là thành công nha các bạn. Đó. Ok. Nào. Ngon. Con lành luôn á. Có bên này nó hơi chậm, chắc cái motor này nó bị suy đa quá các bạn. Còn bên đây để nhanh nè. Hồi bố nó chạy dèo dèo luôn nè. Nó sẽ giống Thôi lái. Trả lại. Rồi. Trời ơi. Bà mẹ nó cái đầu cổ đầu luôn đó tôi. Còn dây này bị giãn nè. Cùng đúng gì? Rồi cộng dây này quay gì trời. Tạo dây điện hàng gì nó bị giãn lắm rồi cô. Hết lái. Rồi thành công. Nói chung là nên bắn phải cái. Tắt luôn đi. Thì là hợp ok rồi đó. Chả về giữa. Giờ chả giữa. Rồi. Ok. Nè các bạn, cho các bạn coi nè. Gì vậy? Ủa nó không ăn điện hết ta? Không ăn điện các bạn ơi. Bên đây nó mạnh hơn. Cái cục motor nó bị xe đa, nó cầu quan nữa nè. Rồi bây giờ thì nói chung là cái video này là mình chỉ muốn test cho người coi cái hệ thống nó hoạt động vậy thôi. Còn nếu mà muốn đưa vô áp dụng mình thực tế là mình phải chỉnh sửa lại nữa các bạn, cho nó an toàn mới chạy được, chứ để mà chạy kiểu đó bà mẹ nó vui sên chứ lên bờ ngủ luôn. Thì cái cơ cấu nó sẽ như thế này đây. Rồi ok, bây giờ mình chỉ cần một cái cọng dây lò xo thiệt là mạnh để mà giữ nó lại, rồi khi cái nào mà mình cần gỡ mình sẽ đẩy mạnh lên, mình lấy cọng dây sên cao ra mình bỏ xuống như thế này thôi các bạn. Rồi khi nào mình xài là mình sẽ đẩy lên. Ở ngoài này là mình sẽ gắn một cái qua lăng cơ như thế này, để khi nào mà mình vô bến thì mình chạy bằng cái qua lăng cơ này. Còn cái này mình chủ yếu mình gắn là khi nào mà về mình chạy giấc khuya giấc tối á, kiểu giống như là mình buồn ngủ á các bạn. Đây chạy lên trường là mình sẽ mở cái điều khiển này lên, rồi mình cầm cái điều khiển này mình đi, có thể đi một vòng ở ngoài trước mũi để mà giống như là mình tập thể dục cho cái con người mình tỉnh táo lại. Rồi này, cái clip mình đến đây xin tạm dừng nha. Để khi nào mà mình làm hoàn chỉnh rồi mình sẽ test lại một cái ở ngoài thực tế chạy đường trường cho người xem luôn. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip sau.